Rồi. Hôm nay ngày mưa gió mình đi đi đón con Etikam HDR-BZ675 hay bạn. Này để phục vụ cho công tác đi săn bắt của hội chim săn Đà Nẵng. Nên mình sẽ khư hụt. Đây được tặng một cái thẻ nhớ 16GB. Này mình đã cứu thử nên là mình làm lại. Còn đây là sách vở hướng dẫn. Đây là anh em Đà Nẵng chuẩn bị là có những cái thước phim tuyệt vời. Đây là rồi ngồi ra dùng để quay clip cho mấy anh chim săn, rồi ra có thể là quay mấy quay lén mấy chị hàng xóm ở xa tắm tiên rồi á, quay được mình nó zoom sao lắm. Này mà anh chị em thấy chỗ nào mấy chị em nào tắm tiên nào đâu đâu hú mình tí nghe, mình đem một đồ tới quay liền, nó quay tới 60x cho nên là quay rất là đã. Đây là nhân vật chính này, nhân vật chính của chúng ta hôm nay. Nhiều bây giờ hỗ trợ mỗi dùng một tay nữa. Đấy, quay 6 mấy chân, quay 6 mấy là quay mấy cái cô tâm tiên là tuyệt vời đấy. Chưa các bạn. Mình chưa gắn bình rồi. Chưa. Thế là chúng ta sắp đón những clip hay ở đoạn sau nghe các bạn. Nay hôm nào sẽ có clip test cái máy này. Rồi, tạm thời là vậy các bạn nha.